Bốn loại bất động sản mà bạn có thể đầu tư trong thời gian sắp tới 2022 và năm 2024. Dự kiến thị trường bất động sản nằm trong vùng đen suy thoái. Một, bất động sản là sản phẩm nhà phố hoặc là căn hộ khu vực trung tâm. Những bất động sản này sẽ là có tính thanh khoản tốt, nhu cầu ở thực lúc nào cũng sẽ có. Đối với dòng sản phẩm này thì họ vẫn luôn bán chạy nếu như bạn đầu tư và tìm kiếm được những cái sản phẩm phù hợp và giá tốt. 2. Bất động sản về nghỉ dưỡng. Sau một thời gian dịch Covid, bất động sản nghỉ dưỡng đã bị chững lại. Hiện tại bây giờ thì du lịch đã được mở lại, cho nên bất động sản nghỉ dưỡng cũng sẽ là một kênh đầu tư tốt. Bạn cần lựa chọn những chủ đầu tư uy tín. Việc cam kết trả theo khai thác cho thuê dòng tiền, quan trọng nhất vẫn là chủ đầu tư có năng lực khai thác và tiềm lực về tài chính để trả cho bạn theo cái hạn mức cam kết. 3. Đó là với những sản phẩm bất động sản vùng ven, bạn hãy rút cái cự ly bán kính lại trong vòng khoảng từ 50 km trở lại. Đối với bất động sản này thì vẫn có khả năng thanh khoản tốt. Đối với giới người giàu, người ta muốn xây dựng một căn nhà thứ hai làm căn nhà vườn để nghỉ dưỡng vào cuối tuần vẫn có được diễn ra thường xuyên và liên tục. 4. Đó là dòng bất động sản thuê và cho thuê. Hiện tại thị trường Covid đã được ổn định và người dân đã quay về với công việc bình thường. Về khả năng thuê và cho thuê cũng sẽ rất là tốt, có thể tạo ra cho bạn dòng tiền dương trung bình có thể lợi nhuận từ 3-5%. Nếu như bạn đang có một cái hạng mục đầu tư về bất động sản thì chúng ta có thể lưu ý đến 4 loại bất động sản này để chúng ta có thể có một kế hoạch đầu tư tốt hơn cho một cái vùng đen suy thoái nhé.